Xin cảm ơn ban tổ chức thì đã cho em cái cơ hội đứng đây. Và hôm nay thì em xin trình bày cái chủ đề đó là kiểm soát hen ở phụ nữ có thai. Thì hen phế quản là một cái bệnh lý hô hấp mà phổ biến nhất mà gặp ở phụ nữ có thai với cái tỷ lệ từ 3 đến 8%. Và khi mà một phụ nữ có thai mà bị hen phế quản ấy thì có hai cái câu hỏi mà thường được đặt ra, đó là mang thai thì ảnh hưởng như thế nào đến bệnh lý hen phế quản và bệnh lý hen phế quản thì ảnh hưởng như thế nào đến cái kết quả của thai. Và đứng trước một cái bệnh nhân mà có thai mà bị hen phế quản thì cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều rất là lo ngại về cái nguy cơ của việc sử dụng điều trị hen, của cái sử dụng thuốc điều trị hen, thậm chí là có nhiều bác sĩ còn băn khoăn về cái nguy cơ này hơn cả cái nguy cơ của việc là hen không được điều trị. Và đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải rất là cân nhắc. Vậy thì để trả lời hai cái câu hỏi là mang thai ảnh hưởng như thế nào đến bệnh lý hen cũng như là bệnh lý hen thì ảnh hưởng như thế nào đến kết quả có thai thì em xin nói sơ qua vài cái nét về sinh lý học hô hấp trong thai kỳ. Thì cái việc đo đánh giá cái phế dung ký ở phụ nữ có thai bị hen thì nó cũng tương tự với lại những cái bệnh nhân hen thông thường, với các cái chỉ số FVC, FEV1, FEV1 trên FVC và lưu lượng đỉnh là ổn định hoặc là tăng nhẹ ở phụ nữ có thai, vì cái cơ học đường thở ở phụ nữ có thai thì nó không có sự biến đổi nhiều. Và cái chẩn đoán hen dựa trên phế dung ký ở phụ nữ có thai nó cũng tương tự với cái chứng minh là có hạn chế luồng khí có hồi phục sau test giãn phế quản. Một số những cái chỉ số nó có thể có cái giảm trong cái 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ, ví dụ như là cái dung tích cặn chức năng hoặc là thể tích khí cặn hoặc là cái thể tích dự trữ thở ra. Và trong một số các cái nghiên cứu nhỏ thì thấy rằng là đường thở ở phụ nữ có thai thì có vẻ như là ít đáp ứng hơn so với lại những cái bệnh nhân thông thường. Và ở phụ nữ có thai thì có cái tình trạng là thấy người ta thấy rằng là có cái tình trạng tăng thông khí phút, có thể là do cái tình tăng cái nồng độ cholesterol, cái tăng nồng độ của cholesterol trong máu, và cái tăng thông khí phút này vượt quá cái nhu cầu chuyển hóa và từ đó có thể dẫn đến cái tình trạng giảm PaCO2 và tăng PaO2 trong máu động mạch của người mẹ, và có phản ứng cơ thể thì cái pH nó có thể hơi kiềm. Bởi thế cho nên là với những cái bệnh nhân có thai mà có đợt cấp hen phế quản mà có cái khí máu động mạch thấy PaCO2 trên 35 hoặc là PaOC dưới 70 thì nó thể hiện một cái tình trạng bệnh lý nặng hơn so với lại những cái trường hợp bệnh nhân thông thường. Về cái oxy của bào thai thì chúng ta biết rằng là PaOC ở bào thai nó chỉ rơi vào khoảng từ 1 phần 4 đến 1 phần 3 của người lớn, và một số những cái yếu tố nó có thể làm giảm cái oxy ở bào thai, đó là cái tình trạng giảm oxy của mẹ, tình trạng giảm CO2 và kiềm máu và cái giảm lưu lượng máu của tử cung. Khi mà có cái tình trạng giảm oxy ở bào thai thì sẽ có một cái số cái cơ chế mà bù đắp mà dành cho thai nhi, đấy là có cái tái phân bố lưu lượng tuần hoàn để mình duy trì những cái chức năng sống còn, giảm chuyển động cơ thể và tăng huy động của oxy mô. Với những cái trường hợp mà có giảm oxy máu mãn tính thì cái cơ chế bù trừ sẽ là thai nhi sẽ trì hoãn cái nhu cầu tăng trưởng để mà duy trì các cái chức năng sống còn, và kết quả là cái thai nhi sẽ bị nhỏ hơn so với lại tuổi thai bình thường. Trong cái với những cái trường hợp mà bệnh nhân có thai mà bị hen phế quản thì trong các cái nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 1 phần 3 các cái trường hợp thì cái bệnh lý hen nó sẽ tiến triển nặng hơn, 1 phần 3 các trường hợp thì bệnh lý hen lại được cải thiện hơn, và khoảng 1 phần 3 các trường hợp là bệnh lý hen không thay đổi. Và các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những cái trường hợp mà có bệnh lý hen cải thiện hơn thì cái tình trạng này thường là sẽ ổn định trong suốt quá trình có thai, kể cả khi thai kỳ nó tăng lên. Và những cái trường hợp mà hen phế quản nặng hơn thì những cái triệu chứng thì thường thấy là tăng lên trong cái tuần thai từ 29 đến 36 tuần. Các cái triệu chứng hen nghiêm trọng trong cái quá trình chuyển dạ và sinh nở thì thấy rằng là cũng không thường gặp. Và với cùng một phụ nữ thì cái quá những cái lần mang thai khác nhau ấy, thì cái diễn biến hen thì có xu hướng là tương tự nhau. Đợt cấp của hen phế quản ở phụ nữ có thai bị hen thì cũng khá là thường gặp với cái tỷ lệ từ 20 đến 45% và phổ biến nhất là trong 3 tháng giữa, với những cái yếu tố nguy cơ mà dễ làm tăng cái nguy cơ bị đợt cấp, đó là những bệnh nhân mà quá cân béo phì, những bệnh nhân mà có tăng cân quá mức trong 3 tháng đầu tiên, những cái bệnh nhân mà có đợt cấp mà trong vòng 12 tháng trước khi mang thai, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái nền hen khó kiểm soát hoặc là có hút thuốc khi có thai.
Về cái ảnh hưởng như thế nào của hen phế quản đến kết quả của thai kỳ, thì những cái dữ liệu sẵn có cho thấy rằng là hen phế quản có thể ảnh hưởng không tốt đến nhiều cái khía cạnh của thai kỳ. Ví dụ như là có thể làm tăng cái nguy cơ tử vong chu sinh, sinh non, sảy thai, hoặc là xuất huyết tử cung, hoặc là trẻ nhẹ cân. Tuy nhiên thì những cái kết quả này nó không thống nhất ở các cái nghiên cứu, và phải có một khẳng định rằng cái điều trị đầy đủ và kiểm soát hen tốt thì sẽ giúp làm tối thiểu hóa những cái kết ảnh hưởng không tốt này đến kết quả của thai kỳ. Những cái nguyên nhân có thể gây ra các cái kết quả này có thể bao gồm là do giảm oxy, hoặc là những cái hậu quả trực tiếp của cái việc hen không được kiểm soát tốt, và cái nữa đấy là cái tác dụng bất lợi của thuốc điều trị, thì cái này em sẽ xin trình bày cụ thể hơn ở phần sau. Đây là một cái kết quả của một cái nghiên cứu về các cái kết quả của thai kỳ ở phụ nữ có thai bị hen và cái nhóm chứng. Vậy thì cái kiểm soát hen phế quản ở phụ nữ có thai thì có khác biệt gì so với lại kiểm soát hen phế quản ở những bệnh nhân thông thường hay không? Thì thực tế là cái kiểm soát hen phế quản ở phụ nữ có thai nó không có khác biệt gì so với lại với các cái bệnh nhân thông thường, với hai cái mục tiêu chính, đấy là phòng ngừa đợt cấp và tối ưu kiểm soát hen liên tục. Với cái nguyên tắc đấy là cũng là tiếp cận theo từng bậc theo các cái khuyến cáo như là của Gina. Thì đây là cái hai slide tiếp theo của em, là cái điều trị kiểm soát hen theo bậc của Gina, thì đã theo cái mà phó giáo sư Hồi đã trình bày bài trước ạ, thì em không nói thêm. Em xin trình bày từng các cái nhóm thuốc mà thường sử dụng đối với lại các bệnh nhân hen, thì có những cái lưu ý gì ở phụ nữ có thai. Thì thứ nhất là về đồng vận beta 2 dạng hit, thì đây là một cái thuốc mà khá là phổ biến, được sử dụng phổ biến trong kiểm soát hen. Thì phần lớn các báo cáo cho thấy rằng là những cái thuốc đồng vận mà beta 2 dạng hit thì là an toàn. Những cái thuốc mà được sử dụng lâu, gọi là lâu đời hơn, thì sẽ có nhiều những cái dữ liệu hơn như là albuterol so với lại phosmoterol và salmeterol. Cụ thể thì với cái đồng vận beta 2 tác dụng ngắn thì thấy rằng là tương đối an toàn, và trong một số các cái nghiên cứu thì người ta thấy là có thể tăng nhẹ những cái nguy cơ bất thường. Tuy nhiên thì những cái nghiên cứu này nó có một vấn đề, đấy là gì? Đấy là nó không phân biệt được là liệu những cái bất thường này là do thuốc hay là do các cái hen không được kiểm soát tốt. Và một cái khẳng định nữa, đấy là cái nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng thuốc thì chắc chắn là thấp hơn so với cái nguy cơ của việc là hen không được kiểm soát. Cái nhóm thứ hai của đồng vận beta 2 dạng hit, đấy là tác dụng kéo dài. Thì so với lại cái đồng vận beta 2 tác dụng ngắn thì nó ít về dữ liệu lâm sàng hơn. Tuy nhiên thì trong các cái nghiên cứu trên động vật cũng như cái dữ liệu trên người thì cho thấy rằng là salmeterol và phosmoterol thì tương đối là an toàn, không làm tăng các cái nguy cơ về dị tật bẩm sinh. Còn một số những cái thuốc đồng vận beta 2 tác dụng kéo dài khác như là indacaterol hoặc là oledaterol thì ít dữ liệu hơn so với hai cái đồng vận beta 2 tác dụng kéo dài là salmeterol và phosmoterol. Về thuốc kháng cholinergic thì chúng ta biết rằng kháng cholinergic thì ít được sử dụng hơn trong kiểm soát hen. Với cái tác dụng cái kháng cholinergic tác dụng ngắn là ipratropium thì được cho là khá là an toàn trong khi có sử dụng cho phụ nữ có thai. Nó có thể làm tăng nhẹ những cái đáp ứng về nhịp tim ở bà mẹ lẫn thai nhi. Tuy nhiên là được cho là nếu sử dụng ngắt quãng trong những cái trường hợp mà cần phải cắt cơn ở những cái đợt cấp thì nó cũng khá là an toàn. Còn với tiotropium thì chúng ta biết rằng tiotropium đã được đưa vào khuyến cáo để kiểm soát hen trong những trường hợp hen nặng. Tuy nhiên đối với phụ nữ có thai thì cái độ an toàn chưa được chắc chắn với cái tác dụng phụ đã được ghi nhận ở trên liều cao đối với động vật. Đây là một số những cái dữ liệu về các cái tác dụng về độ an toàn sử dụng trên phụ nữ có thai và cho con bú ở những cái thuốc giãn phụ phế quản tác dụng kéo dài. Tiếp theo nữa thì em xin trình bày về ICS. Thì như là bài trình bày của phó giáo sư Hồi đã cho thấy là ICS là một cái thuốc điều trị nền quan trọng nhất trong kiểm soát hen. Thì rất nhiều các cái dữ liệu đã cho thấy rằng là sử dụng ICS ở phụ nữ có thai là an toàn. Trong đó thì trong những cái ICS thì budesonide, beclometasone, fluticasone là có nhiều thông tin an toàn hơn cả. Có một cái nghiên cứu ở trên 13.000 phụ nữ có thai bị hen thì cho thấy rằng ICS liều cao có thể làm tăng cái nguy cơ của một số dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên thì các cái nghiên cứu này nó cũng tương tự như là những cái nghiên cứu mà em trình bày nói trên ở thuốc cường beta 2 ấy, cường beta ấy, đấy là gì? Đấy là cũng không loại trừ được cái việc là những cái dị tật này là liên quan đến chuyện hen không được kiểm soát, bởi vì với những cái trường hợp mà đã phải sử dụng
ICS liều cao có nghĩa là cái hen của bệnh nhân là không được kiểm soát hoặc là khó kiểm soát, thì có thể là những cái dị tật bẩm sinh này là liên quan đến cái chuyện hen không được kiểm soát. Và trong những cái hai cái nghiên cứu về nghiên cứu về cái sử dụng ICS thì cho thấy rằng ICS giúp làm giảm tỷ lệ tái nhập viện do hen và cải thiện chức năng phổi ở bà mẹ. Tiếp theo nữa là sử dụng glucocorticoid hệ thống, thì glucocorticoid hệ thống thì rất là phổ biến trong cái trường hợp mà điều trị đợt cấp của hen phế quản, và một số những cái trường hợp mà hen nặng không được kiểm soát thì có thể sẽ có chỉ định phải dùng OCS. Thì cái việc sử dụng của glucocorticoid hệ thống ở phụ nữ có thai thì cần phải có cái cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ. Với những cái trường hợp bệnh nhân hen nặng hoặc là đợt cấp cần phải sử dụng corticoid hệ thống thì cái đều cho thấy cái lợi ích thì vẫn cao hơn cái nguy cơ tiềm ẩn của sử dụng thuốc. Bởi vậy những cái trường hợp mà có chỉ định thì chúng ta sẽ vẫn phải sử dụng, mặc dù là trong một số các cái nghiên cứu thì cho thấy là những cái nó có thể liên quan đến một số những cái tác dụng bất lợi trên thai kỳ, ví dụ như là dị tật bẩm sinh hoặc là những sinh non và nhẹ cân. Tuy nhiên cũng như là cái nghiên cứu trên ICS liều cao thì cái cũng không loại trừ được là các cái biến cố bất lợi này là liên quan đến chuyện cái hen không được kiểm soát. Tiếp theo là về kháng leukotrien, thì kháng leukotrien có thể được sử dụng phối hợp cùng với ICS. Tuy nhiên không được coi là một cái lựa chọn ưu tiên trong điều trị kiểm soát hen ở phụ nữ có thai. Trong các cái kháng leukotrien thì Montelukast và Zafirukast thì có nhiều dữ liệu hơn cho thấy là an toàn trên cả người và động vật. Dữ liệu ở trên người thì còn hạn chế. Về cái liệu pháp miễn dịch thì liệu pháp miễn dịch không được khuyến cáo bắt đầu sử dụng khi mà có thai. Tuy nhiên trong một số những cái trường hợp mà một số bệnh nhân mà người ta đang sử dụng liệu pháp miễn dịch mà trong quá trình đó người ta lại có thai, mà người ta đã dung nạp tốt, người ta có đạt được những cái lợi ích từ cái điều trị này thì cũng cân nhắc là có thể tiếp tục điều trị. Một số những cái thuốc mà hiếm khi được sử dụng trong kiểm soát hen đó là methoxanthin, thì cái hiện tại là ít được sử dụng, bởi vì sao? Chúng ta có nhiều những cái thuốc khác an toàn hơn, hiệu quả hơn như là ICS. Tuy nhiên thì những cái kinh nghiệm lâm sàng cho thấy rằng là methoxanthin cũng không làm tăng các cái nguy cơ dị tật bẩm sinh, và trong trường hợp mà sử dụng ở phụ nữ có thai thì sẽ bắt buộc là phải điều chỉnh liều lượng, bởi vì cái chuyển hóa nó sẽ thay đổi. Cái chromoglicast thì cái này cũng trên các cái dữ liệu thì rất là còn hạn chế, và cái sự sẵn có thì cũng thay đổi từ từng quốc gia. Về điều trị không dùng thuốc thì điều trị không dùng thuốc ở phụ nữ có thai bị hen cũng tương tự như là những cái bệnh nhân mà có thai khác, bao gồm có giáo dục bệnh nhân, giúp bệnh nhân nhận ra những cái dấu hiệu và triệu chứng của đợt cấp hen, tránh những cái yếu tố kích thích, cũng như là sử dụng thuốc đúng và xây dựng được cái kế hoạch kiểm soát hen cấp. Trong đó đặc biệt đối với những phụ nữ có thai mà bị hen phế quản thì bác sĩ điều trị cần phải giải thích thật rõ ràng với bệnh nhân để giúp bệnh nhân an tâm điều trị hen đầy đủ và an toàn, từ đó thì mới giúp tối thiểu hóa được các cái nguy cơ biến chứng. Tiếp theo nữa là phải tư vấn bệnh nhân bị hen mà có thai phải bỏ hút thuốc, làm giảm cái nguy cơ mà bị đợt cấp, cũng như là giảm cái nguy cơ những cái biến cố bất lợi của thai kỳ. Và đồng thời nữa là kiểm soát những cái yếu tố kích hoạt hen trong môi trường như là lông súc vật hoặc là mặt nhà. Về theo dõi thì phụ nữ có thai và bị hen phế quản thì nên được theo dõi bởi một cái bác sĩ có kinh nghiệm trong quản lý hen. Với cái tần suất thì cũng không có cái khuyến cáo nào về tần suất nào là tốt nhất. Trong một cái nghiên cứu về đối chiếu về nghiên cứu thì thấy rằng là với cái tần suất 4 tuần một lần có thể giúp tăng tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Về điều trị đợt cấp hen phế quản trong thai kỳ thì cái điều trị đợt cấp hen phế quản trong thai kỳ cũng tương tự như là với điều trị đợt cấp của hen phế quản ở những cái bệnh nhân thông thường. Thì ở đây thì em cũng đưa ra một số những cái khuyến cáo theo Gina thì em cũng không trình bày kỹ. Có một số cái lưu ý trong sử dụng thuốc ở điều trị hen phế quản ở bệnh nhân có thai, đấy là với corticoid hệ thống thì như em đã nói trình bày ở trên, lợi ích là cao hơn so với cái nguy cơ tiềm ẩn của sử dụng thuốc. Liều thì không khác biệt,
ipratropium thì có thể sử dụng ngắt quãng ở những cái trường hợp mà chúng ta cần phải cắt cơn nhanh. Trong một số bệnh nhân mà có đợt cấp của hen phế quản nặng thì có thể chỉ định dùng magnesulfat, và magnesulfat thì khá là an toàn đối với phụ nữ có thai bởi vì nó cũng vẫn đang thường được sử dụng trong sản khoa để ngăn ngừa co giật sản khoa hay là bảo vệ thần kinh trẻ em. Một số trường hợp mà nếu cần phải dùng thuốc đồng vận beta 2 đường tiêm thì các tác giả đưa ra rằng là có thể dùng tetbutalin dưới da. Còn aminophilin đường tĩnh mạch thì không được khuyến cáo bởi vì thấy là nó không có làm tăng lợi ích mà lại có tăng tác dụng phụ. Khi mà bà mẹ có mà phụ nữ có thai mà bị đợt cấp thì cái việc theo dõi mẹ và thai nhi là vô cùng quan trọng. Theo dõi mẹ thì cũng tương tự như là những bệnh nhân bị đợt cấp hen phế quản khác, và với thai nhi thì chúng ta sẽ phải nên hội chẩn với lại bác sĩ sản khoa sớm để theo dõi nhịp tim thai trong cái đợt cấp. Một số những cái điểm lưu ý trong cái quản lý chu sinh thì em xin trình bày ở đây. Ví dụ với những cái phụ nữ có thai mà trong lúc chuyển dạ thì oxytocin là khá là an toàn để có thể lựa chọn giúp khởi phát chuyển dạ cũng như là kiểm soát chảy máu sau sinh ở những cái bệnh nhân mà có bị hen phế quản. Một số trường hợp mà có chỉ định cần phải sử dụng cái chất tương tự như prostaglandin để làm mềm cột tử cung hay kiểm soát chảy máu sau sinh thì khuyến cáo là nên lựa chọn cái prostaglandin E1 hoặc E2 thay vì cái prostaglandin F2 alpha, bởi vì cái prostaglandin F2 alpha có thể gây ra cái tình trạng co thắt phế quản. Những cái trường hợp mà cần phải kiểm soát đau sau sinh thì khuyến cáo là nên tránh sử dụng morphine và meperidine bởi vì nó có thể làm giải phóng cái tế bào mast ở da. Lựa chọn thay thế có thể dùng là butophenol hoặc là fentanyl. Với những trường hợp mà phải phẫu thuật thì ưu tiên nên dùng gây tê ngoài màng cứng. Còn nếu trong trường hợp cần phải gây mê toàn thân thì ketamine và thuốc mê halogen hóa thì được ưu tiên hơn. Và những cái trường hợp nếu mà trong quá trình chuyển dạ mà có bà mẹ cần phải được sử dụng SABA liều cao thì khuyến cáo là cần phải theo dõi cái nồng độ đường máu của trẻ trong 24 giờ đầu tiên, đặc biệt là với những trẻ mà sinh non. Và em xin đưa ra một số những cái phần bài tóm tắt trong cái bài trình bày của em. Thứ nhất là ở phụ nữ có thai mà bị hen thì cái tình trạng hen có thể nặng lên, cũng có thể nhẹ đi và cũng có thể không thay đổi. Cái điều trị kiểm soát hen phế quản ở phụ nữ có thai là không khác biệt so với lại những bệnh nhân có thai bình thường, với hai cái mục tiêu cơ bản, đấy là phòng ngừa đợt cấp và tối ưu hóa chức năng phổi, và cái nguyên tắc là tiếp cận theo bậc theo các cái hướng dẫn của guideline trên thế giới. Bốn cái thành phần quan trọng nhất trong điều trị hen khi có thai đó là theo dõi chức năng phổi và tình trạng thai, kiểm soát yếu tố kích hoạt, giáo dục bệnh nhân và điều trị thuốc. Các cái nghiên cứu thì đều cho thấy rằng cái sự hiếm gặp của những cái tác dụng phụ trên phụ nữ có thai của các thuốc được sử dụng trong kiểm soát hen. Một số những cái thuốc mà được dùng hơn trên lâm sàng do có nhiều kinh nghiệm lâm sàng hơn, đấy là albuterol, phocmoterol, salmeterol, budesonide, beclometasone và fluticasone. Và cuối cùng là chúng ta mà các bác sĩ cần phải giải thích cho bệnh nhân thật rõ ràng, đấy là nguy cơ của hen không được kiểm soát đối với mẹ và thai nhi thì luôn luôn cao hơn so với nguy cơ tiềm ẩn của thuốc điều trị kiểm soát hen.